mà em chia cái này là không được, là không được nghĩ em đi đâu cái này. Con mang đi chợ, con mang ra chợ xong rồi là nó rơi ở ngoài chợ rồi. Nay con làm rơi xuống ở ngoài chợ thôi, con kêu là mẹ nó bảo là con không cầm đi rồi, cầm đi rồi con không cầm được rồi, nó rơi không phải có cái gì, không phải có thì nó đi đâu rồi, mất rồi. Bây giờ tiếp nhau
Không biết. Súng. Điều khiển đâu? Đó, ra cửa sổ ra nào. Thế à? Không thấy à? Xem gì? Mẹ ơi, xem khách sạn. Đâu? Đâu? Xem cái khách sạn. Đây hả? Số tài.
Con buồn ngủ á? Buồn ngủ gì giờ này? Nếu ăn cơm xong rồi đi ngủ. Nó không ăn à? Sáng nó ăn đâu? Thank you.
great! Thank you.
ta như mùa xuân. Ủa con gì ấy? Con mắc cả đồng. Thank you.
Sao lại gãy răng được? Ơ, có cái gì đâu mà gãy răng? Ơ, hay nhỉ? Ăn cơm không cũng gãy răng. Thịt đâu á? Hôm nay nhà không có thịt con. Ăn cơm không còn kêu gãy răng nữa là ăn thịt. Lạnh nóng là thế nào? Là lạnh hay nóng?
annihilation!